Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2021, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Thượng Bảng Hiệu Chùa Vạn Hưng tại ấp chợ xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì cơ sở tự viện trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Đại diện chính quyền tham dự có ông Lê Văn Tịnh, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Trần Văn Mạnh, Phó trưởng phòng an ninh đối nội công an tỉnh, ông Lê Minh Đông, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, cùng các cấp cơ quan ban ngành địa phương. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Như Đạt, Phó văn phòng Ban Trị sự tỉnh, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự thông qua chương trình buổi lễ công bố quyết định thành lập và khởi công xây dựng chùa Vạn Hưng. Thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Minh Độ tuyên đọc quyết định về việc thành lập chùa Vạn Hưng, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí Minh trao quyết định thành lập chùa. Thay mặt Ban Tôn giáo tỉnh và chính quyền địa phương, ông Lê Văn Tịnh đã có lời chúc mừng đến Phật giáo tỉnh. Đồng thời, Hòa Thượng Thích Trí Minh đã gửi lời đến Đại đức Thích Như Thành, giám tự chùa Vạn Hưng. Với vai trò là sứ giả của Như Lai, cần ý thức trách nhiệm và hành nguyện của người con Phật, thực hiện tốt sứ mệnh phụng sự đạo Pháp lợi lạc quần sanh, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học theo đúng chính pháp và pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, Hòa Thượng cũng gửi lời tri ân đến các cấp lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ để cho buổi lễ được diễn ra tốt đẹp. Cuối buổi lễ là nghi thức khai bảng hiệu và động thổ xây dựng chùa Vạn Hưng trong niềm hoan hỷ an lạc.